Xin chào anh em. Ánh sáng tự nhiên luôn luôn phản ánh cho chúng ta một màu sắc cũng như là những cái chi tiết tinh tế trung thực nhất. Thì hôm nay Devasup lại trên tay một chiếc bật lửa Dupont có mã hiệu là D07 ở ngoài ánh sáng tự nhiên cho anh em có thể chiêm ngưỡng nhé. Chiếc bật lửa Dupont này thì đập vào mắt anh em có một ấn tượng ban đầu là cái màu đỏ mận, nó rất là đẹp và sang trọng. Cái màu này thì là thường thường dành cho những cái người anh em trưởng thành. Ok, chiếc này được bán với giá là 650.000 đồng. Và anh em có thể nhìn thấy cái dòng chữ ST Dupont mặt trước ở đây. Nhìn nó nhìn rất là đẹp và tinh tế, được mạ một lớp vàng công nghiệp rất là dày. Và mặt sau thì anh em có một dòng chữ D. Chữ D này là biểu tượng của hãng ST Dupont rất là lâu rồi. Ở 4 mặt, 6 mặt thì anh em có thể nhìn thấy cái kim sa được pha lấm chấm ở đây, nhìn rất là đẹp. Những cái chấm 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 này là kim sa anh em nhé. Vẫn là công nghệ lên men trong vòng 28 tuần. Và được gia công hoàn toàn thủ công bởi những người thợ lành nghề thì mới cho ra được một chiếc bật lửa Dupont như thế này. Thì ở dưới đáy thì anh em có thể nhìn thấy hai cái lỗ nhé, một lỗ để bơm ga và một lỗ để điều chỉnh cái đường lửa to nhỏ vẫn như bình thường thôi. Đó, sau đây em xin test tiếng kêu và thử khả năng đánh lửa chiếc bật lửa Dupont này cho anh em thể xem lại nhé. Mặc dù cái không gian rất là rộng nhưng mà tiếng kêu của chiếc bật lửa Dupont này thì vẫn rất là vang và thanh thoát. Cái khả năng lên lửa thì không phải bàn rồi. Đây là hàng cao cấp nên anh em không phải lo về cái vấn đề đấy. Em xin nhắc lại là sản phẩm được bán với giá là 650.000 đồng, được tặng hộp và một vị đá 8 viên dành cho 50 anh em comment đầu tiên đặt hàng. Thì Devasup là cái đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có chế độ bảo hành trọn đời bật lửa Dupont khi bán ra. Đó, nên anh em hãy hoàn toàn yên tâm tin tưởng ở Devasup nhé. Để đặt hàng thì anh em chỉ cần để lại cái số điện thoại dưới phần bình luận hoặc là nhắn tin cho fanpage. Thì Devasup sẽ có nhân viên chuyên gia tư vấn và liên hệ đặt hàng cho anh em. Chào anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi video.